Xin kính chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Bản sắc dân tộc. Hiện tại thì em Ngọc đang có mặt tại gia đình vợ chồng em Lành, tức là vợ chồng có cháu bị suy dinh dưỡng ấy. Lúc ở cái video trước quý vị cũng đã biết là em Ngọc cũng đã đưa cái phần quà của các cô chú vào đến đây. Là của gia đình cô chú Tuấn Lan, là cũng có mang đến cho gia đình là những phần quà gạo, nhu yếu phẩm rồi là sữa cho cháu. Bây giờ hiện tại đang là buổi chiều thì em Ngọc cũng đã là trao đổi với gia đình là làm cái chuồng dê ở chỗ nào cho nó phù hợp. Thì gia đình cũng có nói là làm ở vị trí này. Bây giờ đang san cũng như là dọn dẹp cái chỗ để tí nữa sẽ đi vác cái gỗ về, và tí nữa sẽ vào cái chỗ phần bên trong nhà ấy. Cái cột nhà ở đấy nó bị mục ở bên trong ấy, thì sẽ đi mua, tại vì cái cột nhà thì gia đình không có, phải đi lên trên kia mua gần trung tâm ủy ban xã. Ở đấy họ có như cái quán hầu như là họ cũng có cái chỗ bán ấy. Không có cuốc à? Còn cũng có em đi lấy về đi, lấy về hai ba người làm cho nhanh. Đây là chú này là anh trai của hai vợ chồng em Lành. Chú năm nay là cũng bốn mấy tuổi rồi đúng không? Gần 50 rồi. Chú năm nay bốn mấy tuổi chú? Ủa? Đúng là 38. 38 à? 38 tuổi à? Dạ. À thế à? 38 tuổi đi theo tuổi của em Ngọc gọi bằng anh được đấy. Tại vì anh Ngọc năm nay cũng 32 rồi. 38 là hơn 6 tuổi cũng có thể gọi bằng anh. Cho khen. Chú mới hiểu cùng bố sáng đi xin. Bác em đang pha sữa cho cháu gì? Đậy kín vào nha em nha, xong để lên xa vào, đừng để cho các cháu nghịch nhé, các cháu nghịch là nó ra nó phí. Lấy cái dùng lần đầu ấy, thì em lấy cái nước tráng bên trong lần một lần đã, để cho nó sạch ở bên trong này đã, khử khuẩn đi đã, xong bắt đầu là pha sau. Em phải nhớ là nước sôi sao để gần nguội nhá, xong mới pha nhá, nếu nó sôi nóng quá ấy, thì là nó sẽ thứ nhất là nó sẽ hết cái chất ở trong cái sữa đi ấy, và nó bỏng cháu không uống được ấy nhá. Bình thường là lúc này mùa do là cái lúc buổi sáng cái đồ nhu yếu phẩm mọi thứ này là buổi sáng em Ngọc mua vào nhá, cùng một ngày, bây giờ đang buổi chiều cho nên là cái phần tiền của chú NH này, cô Luyện này và cô các cô nói chung là các cô Mạnh Thường Quân khác ấy, thì là em Ngọc cũng chưa thể là mua vào được, để cái ngày hôm sau, tức là video sau nữa thì em Ngọc mới có thể là mua những cái đồ nhu yếu phẩm của các cô chú vào được. Bây giờ đang là cùng một ngày thôi, tại vì là cái đồ này em Ngọc, cái video trước quý vị xem nó là buổi sáng, bây giờ đang là buổi chiều, cùng một ngày ở đây. Chú công ăn đi không? Ui, khéo khéo nha, không ra ngoài lãng phí lắm em. Khéo, cái này như nhà đâu, bỏ không à? Khéo, cho mình mồm. Bỏ hẳn cái này ra này, bỏ hẳn cái này ra này. Bỏ nó này. Khiến này mà vậy. Không chỉ tao, đi rồi. Có nè. Tí nữa em Ngọc sẽ đi mua cái phần cột nhà về để dựng chống lên cái nhà cho nhà em hai vợ chồng em Dình. À em Lành nhỉ? Dình hay Lành nhỉ? Lành. Cái cột nhà này là bị mối sông rồi, ở video trước nữa em Ngọc cũng có là chia sẻ lên rồi, mối sông nó cụt đến tận đây rồi này. Đấy, cái cột này thì được sự tài trợ của chú NH ở bên Mỹ, chú cũng có gửi đến cho em Ngọc là 100 đô để là hỗ trợ cho phần cái cột này.
Còn tiền thừa thì là mình có sử dụng vào những cái việc là một hai hôm tới này bà con đến giúp để làm cái chuồng bò, à chuồng dê nhà hai vợ chồng ấy, thì là sẽ lấy cái số tiền đấy về mua thức ăn. Hầu lại tuân thủ luật lệ an toàn giao thông như em Chí ngày trước ấy. Không nóng à? Hầu không nóng à? Không nóng đâu á. A Hầu chơi đóng bộ này đẹp đấy. Đóng quả bộ A Hầu này là chị So thích rồi đấy. Nhưng mà từ lúc mua quần áo mới mặc vào có đi lên nhà chị So chơi bao giờ chưa? Chị mua à? Là có nhà chị không? Chật, nhìn đi chị mua. Chị mua đấy. A Hầu một mình, A Hầu ngại quá không đi nữa. Ngại quá không dám đi à? Được rồi, để tí nữa mai hôm nào mình đi nhá. Cái cột là ở nhà bên dưới này hay ở đâu em? Ở nhà anh này à? Ở nhà anh này à? Vâng. Đây là cũng anh trai ruột à? Vâng. À tí nữa xuống đây vác đúng không? Vâng, hai cây. Có mấy cây? Này anh này là một cây, cũng gọi là anh à, chưa có vợ à? Không có. À đấy á. À. Anh cùng mẹ sinh năm bao nhiêu mà chưa có vợ? Ôi chị ơi. Anh này chưa có vợ, anh chưa lấy vợ à? Chị Pao à? Chị Pao. Anh không biết. À. Báo à? Hết chờ cho xong. 36 tuổi à? Ừ. Chưa lấy vợ. Chưa lấy vợ lần nào luôn. Lấy một con nó đi chung với anh ạ. À. Như nào? Trước kia lấy một con rồi bây giờ bỏ đi nhé. Có nghĩa là lấy vợ bỏ đi Trung Quốc rồi thì ồ. Ừ. Thế bây giờ có con chưa? Có rồi. Có một con ở nhà. Giết chết ở trong bụng mới đi. Thì là cái vợ đấy nó phá thai. Vợ phá thai, có bầu phá thai xong đi Trung Quốc. Ừ. Ủa. À, tôi xem nào nhà mẹ ơi. À không mà còn đi tin chẳng cho xe ô hạt đê đấy à. À bây giờ phân ra đi vác đi, vi vác cột trước đi. Đống người này đi phân ra vác cột trước đi. Vác cột trước đã. Ờ vác cột trước. Không, có ở dưới đây có mấy cột? Hai cột thì hai người vác được không? Vẫn được mà. Thế thì hai người phân công cho hai người đi vác đi, còn lại ở lại cuốc cho nó nhanh, không là ở đây người có việc thì không có việc đâu. Nếu thì nếu mà dành gáo rùm cư. Đi. Hai chị em nếu thì nếu thì à nếu mà cư dành gáo lỏng thì cái lỗ ua hơi chà tiếc ở khi nào uốn. Ủa A Hầu đi, A Hầu đi bắt cột thôi, còn hai người trộn tụ. Hai cột này gì em? À. Thế còn hai cột ở đâu? Hai cột, một cột ở trong nhà trường đây. Ở nhà trường, tên nhà trường trên à? Ừ. Thế bây giờ anh em hộ bác lên. Ừ. Đây là nhà bố mẹ à? Nhà bố mẹ ở đây này. À nhà bố mẹ, nhà này á? À? À, mẹ ở đây. Nhà Vương Lộc bố ở đây. À, anh Sánh này, anh Sánh Club này. À, cái anh vừa nãy đây thì ở tối tí. Đâu rồi, anh em hộ bác lên đi. Ừ. Đây là hai cột ở nhà em đúng không? Ừ. Ủa, thế cột trên này là cột nhà nào? Chắc là gì đó. Cột này cột nhà anh à? Có nhà của anh rồi đó. Còn nhà anh á? À? Ừ. Anh có bán không? Với miếng nông ấy. Bán mình nhớ là bao nhiêu tiền? Khi nào? Không bán được. Anh kia đấy. Không bán đâu. Nó lấy làm nhà. À thế à? Yeah. À để làm nhà gì? Với miếng nông kia. Ờ thế được rồi. Thế mình lấy hai cục này về làm tê, chuồng tê thôi. Nói gì xia là nó. Cứ thì ra anh Tông. Như anh Tông à? Anh Tông. Người bác được không? Được mà. Bác được nhiều rồi. Không đánh là na. Nghĩa xia à? Ờ khỏe đấy nhờ, cây này cây khô cho nhẹ thôi. Cột này có ngắn không? Không ngắn mà. Vừa. Thế ở trên cây có hai cột nữa là vừa đủ đúng không? Đúng rồi. Còn một cột ở trong kia, một cột ở trong nhà này anh này. Ở đâu? Ở đâu? Nhà này. Ở dưới kia có còn à? Còn mấy cột nữa? Hai cột ạ. Không muốn chỉ ta. Ôt ra. Ôt tài không? Để luôn. Ôt ra. Đem cũng một tàu à? Nhìn đèn chỗ ta. Dài hơn đây không? Dài hơn đấy. Dài hơn có đủ chống nhà không? Không đủ ạ.
cái nào 30-40 phân như thế này. Hai cây kia là như thế đâu. 2 mét giữa đó. 2 mét đâu. Cây này phải tầm 3-4 mét mới đủ nhờ. Cái này là 2 mét. Nó cái chống nhà ấy. Về dưới thì chắc 2 mét dưới. Nhà 2 mét dưới. Ốt ra hầu chứ, ốt ra hầu mà đêm chỉ đó ý à? Ốt ra hầu tê 4 cột kia khi có khi được em ạ. 4 cột là được rồi. 4 cột là được rồi. Thế thì 2 cột là được rồi, mình đi mua ở trên kia về làm chống nhà là được rồi. Ốt ra hầu tê đồ. Ngồi chưa, ngồi chưa em? Ngồi chưa? Ngồi chưa? Đừng nóng quá nhé, đừng nóng, nó bỏng mồm con đấy, bỏng cổ đấy. Lắc đều chưa? Đều cho cháu uống đi. Hảo mít đi mà. Đấy, ngọt đấy, cái này ngọt để uống mà. Tí mì rong nhà dưới luôn, này hảo này. Hảo mì nhu à? Hảo mì nhu à? Phải hảo mì nhu không? Hả? Hảo mì nhu à? Mì nhu luôn, nhu. Mà ảo tinh rồi, tờ tài. Chân tài em hôn mầm. Uống 1-2 lần nó khắc quen rồi. Nè, đâu giống mà. Con mua xì. Chú ra cả nhà, con cho chú ra cả nhà. Bây giờ em Ngọc sẽ đi lên phía bên trên gần trung tâm xã để mình tìm mua cái cột về chống cho hai nhà hai vợ chồng, tại vì cái cột đấy nó cũng mọt mục nát hết rồi ấy. Cái phần cột đấy là được sự tài trợ của chú NH ở bên Mỹ cũng có gửi đến cho em Ngọc là 100 đô. Chú cũng có nói là mua cột về thử bao nhiêu sau này mình mua cái đồ nhu yếu phẩm cũng như là thức ăn cho gia đình. Bây giờ đang là cái vào cái vụ của cái dây lanh ấy, cho nên là bà con ở đây thì em Ngọc thấy là hầu như cái người phụ nữ ở trong nhà thì ai cũng đeo trên mình quấn vòng quanh người luôn này này, như là cô vòng quấn vòng quanh người luôn cái dây lanh này, kể cả đi ra chợ phiên hoặc là đi đâu thế luôn luôn nhìn thấy luôn. Mày chỉ muốn khơi được mày. Được chưa anh ơi? Đi anh em mình đi lên ấy đi, xong là vác về nhờ. Bây giờ lên đây xong là tìm mua xong là mình vác về đi. Mua chỗ này. Anh Ngọc cũng vừa đến cái hộ gia đình họ bán cây này này, nhưng mà ở đây Ngọc thấy là toàn cái cây sỏ ngang là nhiều. Ui cây này dài thế, cây này phải tầm chục mét đấy, cây dài kinh khủng luôn. Dài tít tận kia luôn. Bò già có nhạc không? Facebook à? Ở đây thì vừa nãy em cái cũng có liên hệ trước cái chủ, cái anh chủ nhà này rồi nhá. Ở đây là có mẹ anh ấy ở nhà không biết bán. Ở đây là cái khu này là bán cái cột cũng như là cái cây sỏ ngang. Đây nhưng mà cái cột này cột làm nhà to thôi. Này nó đắt hơn, mình lên trên này mua cái loại nó rẻ hơn. Tại vì cái này mình chống chống cái cột của nhà em ấy thì là cái cột tròn thôi. Nếu cột vuông đây dài nó rất là đắt luôn. Đâu cái? Đây cái là anh ạ. Cho được mấy cây đấy? Cây này được. Cây này đâu? Cây này nó nhìn đẹp hơn. Em gọi điện cho anh ấy, anh già bảo là 400.000 đúng không bán? 400.000 á? Vâng, nhưng mà cây này nó đẹp mà anh. Ồ, to mà đây này. To phết nhờ. Làm nhà thì phải dùng cây rồi. Cây này thoải mái rồi. Cây này to dài, chống nhà em là thoải mái rồi. Cây này cây này cũng được này. Thì dùng cây này thôi, cây này nó thẳng luôn anh. Cây này cụt rồi. Cây này gãy ra thôi nhờ. Thế là gọi cho chủ rồi thì... Em gọi rồi, anh bảo là cũng là bạn với nhau ấy, mình quen nhau, có như là cái giá nó phải 400.000. Người quen phải không? Ờ. Cây này to mà, thế lấy cây này được nhỉ? Có nặng không? Đây là cây xà mộc phải không? Vâng, cây xà mộc này. Tại vì là anh chủ không có nhà, anh chủ là cũng đi vắng ấy. Thì là anh chủ này, nhà này thì em cây cũng quen, đâm ra cũng điện thoại trước rồi, để tí vì mình chỉ việc lấy thôi.
xong là gửi tiền giả hay là như nào thì cái này em sẽ anh sẽ đưa tiền cho em. Vâng. Hoặc là bảo đưa tiền cho mẹ được không? Vợ nó ở nhà tôi lấy vợ rồi, nhưng mà bây giờ cái cô đấy phải mẹ không? Có một cô đấy à? Có một cô ở nhà này. Chắc mẹ. Ở nhà đấy không? Chắc có. Nếu mà ấy thì bảo gửi tiền lại được mà. Đó, gửi cho em cũng được mà vì hai em cầm nhá, em qua hộ nhá. Em hay đi qua đấy. Được, thế cứ để cho em đi. Vâng. Được rồi, lấy về đi em ơi. Tí tiền mà cái cầm hộ về được. Anh này anh em mình cùng làm gì về nhau ấy? Trưởng thôn à. À trưởng thôn à? Vâng. À trưởng thôn. Ok em. Hai người bác được không? Không sao mấy. Được hoa hồng. Trời ơi. Có cách tay để cái cũng sợ nữa. Ai à, khỏe nhé. Cây này to mà. À, được, cây này to dài được. Cây này là thoải mái không? Cây này thoải mái đấy. Chú nó bảo mẹ anh ấy một câu bảo là tiền này gửi cho anh ta sau cũng điện hỏi rồi. Tôi đi nó khó mà. Có thể nghe chết nè. Chị gọi tao ra chết. Đấy. Chị sẽ chỉnh hơn nó khớp một hôn nữa cả. Khá chờ sức luôn. Chị sẽ thồm hôn này nhỉ. Ủa nó ổ bếp để tìm hôn tìm hôn. Thà nó không tỏng lạc được không? Cô này thoải mái rồi. Đo ra. Mình phải đi đo xem nào thôi. Đo đạc mọi thứ xong là được lên. Nhớ thì do mới đang chủ âm chuối nữa là do là cháu là chi hay còn tập mà người thành đi chỉ chỉ. Ừ. Đấy nhìn nhìn xong mình. Có thư không em? Có thư không? Ở trên đây tại kia. Mới đây chủ giao thấy một hồi nha. À, thải buồn ấy khỏi ở lúc hầu sao mùa kịch đi đo kịch bằng cái ấy đi đo kịch bằng cái kia kia luôn không phải ngắn là hụt lại kịch sao rác ra rồi à kịch bằng cái cây trên nóc cái luôn anh chú anh chơi thải ấy uống ấy cũng bảo uống lúc hầu hầu đi mẹ đi hầu đi mẹ đi uống thôi đúng hai cây luôn à hai cây luôn đúng không đo kịch đất vào nhem nhá đúng hai cây tròn đo từ gốc đi em lấy từ gốc à đúng rồi chừa chừa cái này ra tí mình còn ấy mình ấy này đi cho nó mới ấy đúng không sợi quá mai lấy cái tầm này ra mà dài dài một tí ngắn là hụt là chết dở dài là ấy được kia cơ thoải mái vừa đẹp luôn
Tao léo anh à. Xong đi. Cắt tầm này là vừa này. Cắt tầm mẫu này. Cắt tầm cái mẫu này là vừa. Ông mua cả mua chỉ mua. Mua mẫu này luôn. Mà có tốt là có máy cưa không? Tại mất mất là có. Cưa không? Không có. Có dao à? Thế thế cái đây được đấy. Được. Rồi ông phải lấy lên chị. Lùi lùi vào đây một tí cho nó dâm mát này em không ở đến. Thế thế thắp đi. Đấy mua phù ô hao vậy à? Phù ô hao hao hao. Lại tuột, lại này tuột, uống khí rồi. Kia mua kia. Đang làm này chỉ con đừng có cho vào gần. Đang làm thì con đừng cho vào gần, nhớ nó lăn vào chân tay em ạ. Bỏ cho con vào nhà đi. Nó dầu, lại nhá. Phải hầu ra tay thôi. Còn ra tay thì đâu. Âu khỏe nha. Nào mà nhá. Nói tốt tỏ. Mới dám nó tỉnh mà. Ủa lại đâu? Tỉnh kìa chứ lại. Tắc hồi chứ sủi. Lâm đầu rồi. Ok. Nó chết tu. Mặt làm à? Đó. Cô sao khó chứ? Ấy. Cái đó nào, nó ta lên. Dành sáng hầu tôi. Đấy, bây giờ như thế này là thành cái V luôn nhờ. Có thể chống lên cái luôn. Hầu giỏi đấy. À hầu được đấy. Thế này là tí nữa lấy chống lên cái cây luôn quý vị. Có phải làm cái này nó một tí không em hay là như nào? Là nhắn nhắn tí không tí chống vào sợ nó kênh lên đấy. Ô cái búa này còn thua đấy. Rất sâu à. À mua cái mua xin được có trong muốn. Thiên muốn. Còn chưa ở trong này còn chưa? Ở chảy đấy. Chảy đấy. Kia 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 kia. Hay là chống cái đầu kia trước kìa, nó đỡ bập vào ngoài. Chống cái đầu bên trên trước được không? Nhưng mà phải dịch cái này ra. Yên dịch ở đây. Có phải dịch đường ra không? Đu đường đi không? Thế này. Kéo nha, chống vào ngoài là vỡ ngoài đây bạn. Ở đây. Cái này khâu rồi, cái này khâu. Khâu. Lấy cút này. Sang sang. Bao đông. Không phải cười. Bao đông. Ô, tao 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 tao. Nhà mình là bữa trên, nhà mình là bữa trên tầng không? Nhiều con cho chúng nó. Cái khay cá rồi, khay. Nhà con không nhà con nào con mẹ đấy. Nó này. Dạ vâng. Thì được. Kéo nhá, trẻ con ra ngoài nhá. Cái bảo cháu ra ngoài đi. Sao muốn là chắc.
con mấy này. Như khác con mấy thì một tầng. Chị to. Ừ. Còn cao cao lên đây nữa là được. À. Cao lên một đoạn đó, 20 phân. Trong tí mình lấp lại. Vẫn đủ thân cả. Ôi, kéo nha. Sao mà? Kéo nha, hầu nha. Mọi người đấy. Kiếm bộ, kéo, kéo, kéo. Qua đây. Con chôn vàng ở dưới đấy không đấy? Hả? Ở dưới này có vàng không? Không có. Chôn vàng xuống dưới là đào lên là mất đấy. Không có đâu. Không có đâu à? Tưởng nhà có vàng chôn ở góc đấy là để ý nhá. Không là vào là nát hết vàng đấy. Đấy, được rồi. Được không? Được, được. Đấy, vừa đẹp luôn. Ôi. Không, kê lên đường mà. Bật bật qua bên này, cái gì đập đập qua bên này này, đập qua bên trái này. Cái đây mình còn ấy mà, mình lên xong lấy đá, mình chèn ở bên dưới này. Chả vào luôn. Đấy, và thế là vừa đẹp đấy. Có xà beng có xà beng không em? Không có nữa. Có đâu à? Được, dạ. Quá chắc rồi mà. Quá chắc luôn, chắc nịch luôn này. Thật mái thôi. Cho một tí nữa đi cho nó thẳng. Được chưa? Được rồi. Chắc chưa? Đã rồi. Đây. Quá chắc luôn rồi đúng không? Cột này thoải mái luôn, cột này quá to luôn này. To hơn tất cả các cột trong nhà đây, cột chính trong nhà, ba cột chính này. Còn cái cột này là to nhất sao ấy phải không? Cái này gần nhất là to nhất. Cột này này, cột này là cột cũ là cột này to nhất này. Ngày trước ấy đúng không? Vâng. Và bây giờ mình thấy cái cột này thì phải đẹp. Cái nhà này em làm được mấy năm rồi à, em? 4 năm à? Thế là vợ chồng cưới nhau được mấy năm? Nếu chị chỉ cho tao đây à? Con gì chồng á? Hai vợ chồng cưới nhau được 8 năm. 8 năm rồi. Ừ. Thế ở nhà chung bố mẹ là 4 năm. Trong có đâu mới ở riêng ra được 4 năm. Tổng là 8 năm. Thế là em là sinh năm bao nhiêu? Em 27. Bao nhiêu? 27 tuổi. Năm nay 17 tuổi à? 27. 27. 27 tuổi à? À. Ừ, cho chị nhận cho mà khi chỉ cho một dễ dàng một. Thế là ngày xưa là cưới nhau là lúc 19 tuổi đó. À, cái cột này là như em Ngọc nói bắt đầu là được sự tài trợ của chú NH bên Mỹ cũng có tài trợ cho gia đình. Còn cái khoản kinh phí thừa còn lại của chú ấy thì một hai hôm tới này em Ngọc sẽ sử dụng đến cái công việc là mua thức ăn cũng như là sử dụng trong công việc là làm cái chuồng dê của nhà em Lành phải không nhỉ? Lành. À, không dám đồng tình với tôi mấy anh quên đồ hóa chả? Ta lúc bảy không à? Ở ngoài này thì em Ngọc cũng đã thấy là anh trai của em Lành ấy thì cũng san xong hết cái phần ở phía bên ngoài này rồi. Ở đây thì san nền mọi thứ hết rồi nhá, rồi còn hai cột nữa là ở nhà nào em bảo ở nhà nào? Nhà anh ở tít ở dưới kia cái nhà mái trắng đấy à? Ừ. Thế đây, bây giờ thế này đi, tí nữa là mấy anh em ở nhà thì xuống đấy hộ vác lên nhá. Vâng. Bảo mấy anh em hộ vác lên để đây. Ừ. Đấy xong là mai tìm đầy đủ. Vâng. Từ cây sỏ ngang này, đòn tay ở bên trên nhá. Xong có gì gọi cho cái vào đây lấy số điện thoại của nhau rồi đúng không? Vâng. Có gì là điện cho cái xong là đầy đủ cố gắng là hai nhà bên dưới nữa. Ừ. Là xong luôn ngày mai là kiếm đủ cây xong ngày kia vào bắt đầu tiến hành mình làm trong một ngày là xong. Vâng. Ngày kia vào mình cũng bảo mấy anh em đây này mấy anh em này cũng bảo đến giúp cho hôm đấy vào anh sẽ mua thức ăn cho nhá. Vâng. Cứ bảo anh em đến giúp thôi. Vâng. Khoảng 4-5 người là được không cần đông đâu. Ừ. Tại vì cái này đông cây chuồng bé này đông nó cũng chỉ là ở chật người đó mà có nghĩa là đông không cần thiết phải đập vào đến người ấy. Ừ. Nó tốn kém ấy. Ừ. 4-5 người là được với cả ở đây thì anh cũng có cái với cả em hầu kia ra hộ rồi. Vâng. Thì em cứ bảo cho anh thêm độ tầm 2 người nữa. Ừ. Em nữa là 3 xong ở đấy là 2 người nữa là 5. À, thế là thoải mái rồi nhá. Vâng. À, xong rồi mình dựng lên xong mình mới đầu tiến hành mình đếm hết bao nhiêu tấm ngói lợp ấy thì mình mới đi mua được. Ở đây là trên khâu vai có phải không cái? Có. Mình lên trên này là mua là có rồi đúng không? Vâng, vâng. Thế là nó cũng gần thôi, mua tấm lợp ở đây đi khoảng 2-3 cây thôi. Tại vì ở đây cũng gần trung tâm xã cho nên là lên cái chỗ trung tâm xã nó cũng gần.
Ở trên này thì cái tấm ngói lợp ấy thì trên xá này chỉ là có những cái tấm lợp mọi thứ có, còn mái tôn hoặc là những sắt thép mọi thứ là phải ra ngoài huyện hoặc là đi xa hơn nữa, chỗ khu vực người ta bán mới có. Cho nên là ở cái chuồng dê này mình cũng chỉ là tấm lợp và đinh thôi. Đinh có cũng có bán hết rồi nhỉ? Đinh với tờ lồng niệm hỏi là chú ấy. Mua hết chưa? Đấy à? Có. Có, nếu mà không có thì mình có thể mua ngoài huyện vào. Rồi. Đấy. Nhà sau tí nữa hai anh em mấy anh em hộ lành ấy đấy nhá, hộ bác của em ấy nhá. Thế cứ đó ta họ lột tầm đấy mà cứ về nó xuống tầm đấy họ cứ nhá. Nên xuống cứ ta họ đổ cái chơi phải đấy. Hai cái cột dưới kia về để đây sáng hôm mai. Mai em nhớ là kiếm hoa anh đầy đủ vào nhá. Cái cây phỏ ngang rồi thì là đột tay mọi thứ nhá. Thìa cổng ga tiên thiếu nhỉ không? Ừ. Ăn thiếng ăn thìa cho uốn là này thò lại uốn nhỉ không? Có sợ sợ tao nhá. Mà thò thì nó sợ cho xuống lòng ô tù tên rồi. Vì là cái thời gian nó cũng khá là muộn rồi, bây giờ tầm chiều 4-5 giờ chiều rồi. Thì xuống dưới đấy còn hộ gia đình ở bên dưới đấy có hai cột của nhà em lành này thì xuống đấy hộ vác lên. Do là thời gian muộn em Ngọc cũng không thể ở đây là quay đến cuối cùng cho quý vị xem được. Tại vì nếu mà muộn quá về thị trấn nó hơi muộn ấy thì chắc có lẽ em Ngọc xin dừng cái video tại đây. Để ngày mai gia đình cũng tự đi tìm kiếm đủ cây xong ngày kia vào dựng cho một ngày là đủ. Vì vậy em Ngọc xin chào các quý vị ở những cái video tiếp theo.